Thưa quý vị và các bạn, ghép tế bào gốc hay còn gọi là ghép tủy đang được coi là phương pháp điều trị tốt nhất, mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân mắc phải các bệnh về máu. Câu chuyện về ghép tế bào gốc tạo máu đem lại sự sống cho một bệnh nhân ung thư tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa thực hiện thành công cách đây không lâu là một ví dụ. Với thành tựu đặc biệt quan trọng về mặt y học này, Việt Nam hy vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia điều trị thành công các bệnh nan y, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn. Đứng lại, giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa, đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho trời đứng lại, để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình tranh vênh. Tiếng hát của cô gái 7 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Không phải trên một sân khấu biểu diễn như cô Hằng mong ước, mà ngay trên giường bệnh. Sẵn sàng theo chỉ định của bác sĩ để điều trị tốt hơn. Còn các dự định khác của em như kiểu học tập với cả là làm việc ấy, thì chắc là cũng phải đợi sau nửa năm nữa, ít nhất là nửa năm nữa. Hơn 2 tháng sau ca ghép tế bào gốc tạo máu thành công, Hoàng Thị Diệu Thuần đang dần hồi phục sức khỏe. Tất cả các xét nghiệm tủy và máu gần đây đều cho kết quả khả quan. Diệu Thuần trông cũng hồng hào, tươi tắn hơn. Và về xét nghiệm thì các xét nghiệm về các chỉ số máu trước kia thì cũng đã tương đối bình thường và bây giờ thì ngày càng được một cải thiện hơn. Các bác sĩ cho biết đây là một trong những ca ghép tế bào gốc đồng loại tương đối phức tạp và khó thực hiện. Từ năm 2006 đến nay, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã thực hiện trên 65 ca ghép tế bào gốc với hai hình thức là ghép tế bào gốc tự thân và đồng loại. Tỷ lệ thành công đạt trên 75%. Phương pháp này đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về máu, vốn xưa nay được ví như một án tử hình. Hiện, Việt Nam cũng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực để thực hiện những ca ghép này. Nhiều nhất là chúng tôi đã bắt đầu làm từ năm 2010 và đặc biệt là từ năm 2011. Khi mà chúng tôi có một cái được Bộ Khoa học Công nghệ hỗ trợ một cái đề tài cấp nhà nước về ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị các cái bệnh máu ác tính, thì chúng tôi bắt đầu thực hiện tương đối là thường quy cái phương pháp ghép tế bào gốc này. Thực hiện ca ghép đã là điều khó khăn, nhưng cái khó nhất là tìm người cho tủy phù hợp. Theo đánh giá của các bác sĩ thì đây đang là trở ngại lớn nhất với ngành y, khi mà hiện tại các gia đình đều ít con, hiếm con. Thì với cái mô hình của gia đình bây giờ càng ngày càng ít con, thì cái khả năng mà tìm được người cho phù hợp về gen để ghép cho bệnh nhân là sẽ là một trong những cái khó khăn nhất. Căn bệnh ung thư theo đuổi cả những năm tháng tuổi trẻ của cô gái vốn là cử nhân ngành tài chính ngân hàng, cũng là tác giả của cuốn tự truyện Như Hoa Hướng Dương. Nhưng rồi, cánh cửa của chân trời mới lại mở ra trước mắt Thuần. Trái tim của cô gái yêu thơ, thích hát và luôn hướng về mặt trời lại đập rạo rực.